nhà nha. Mình vừa mới tới sân bay LAS luôn. Thì mình mới bưng đồ lên, đẩy lên dốc nặng quá. Nên vậy hơi bị hụt hơi xíu. Bây giờ mình đi kiếm chồng mình nha cả nhà. Giờ mình đi tới tầng hầm để gặp bố, bố chồng của mình. Đây, bố đây. Please proceed to the highlighted route, then the route guidance will start. In a quarter of a mile. Em uống cái thuốc say sóng mà anh mua cho em á, nhớ không? Dạ. Yeah. Thuốc đó cũng hay á, mẹ chị á. Uống vô không sao. Đỡ, đỡ mệt. Chồng chị hay quá vậy, mốt chị em gái rồi. Chị được không? Gần tới nhà rồi mọi người. Đường này ha. In a quarter of a mile, left turn onto Golden Street. Chó thế nào? Chó kìa. Dễ thương quá ha. Ra đường vậy ta không có na la nữa hả? Nation, the route guidance is now finished. Thì nó muốn đi cho cái bò mất cái gì? Bò ăn uống đi đi, bò thẳng đi rồi. Đây gì nó có nhớ mẹ nó không? Dạ. Thế mẹ bảo chứ nó đâu có biết gì đâu nó nhớ. Mà may nó chưa biết. Dạ, may nó chưa biết cái thôi là có còn nhớ nó thôi à chứ nó đâu nhớ còn đâu. Giờ con mẹ nhớ con thì con có biết gì nhớ mẹ. Hôm qua lên máy bay khóc quá trời luôn á. Dạ. Ừ. Con ngồi máy bay nhớ. Nhà cầu quá trời rồi, mãi cầu. Đấy. Dạ, vườn mẹ ở đây không ạ? Đấy vườn đấy. Dạ, quá trời. Nay vườn mãi cầu. Nay mưa nhiều. Ừ. Hôm nay em qua tự nhiên mưa. Mọi hôm mẹ nói đâu có mưa đâu. Ở Việt Nam nó có mưa là có tiền á. Giờ mẹ mình đang nấu ăn cho mình ăn nè mọi người. Đang làm hủ tiếu. Dạ. Nghe nói mẹ làm hủ tiếu ngon lắm luôn á. Chưa được ăn thử lần nào á.
Nó đang để quay YouTube rồi, 5 phút rồi là mẹ nấu ăn thì nó bỏ lên YouTube rồi. Dạ, chia sẻ mọi người. Mẹ mình nấu ăn ngon á, muốn mọi người nhớ theo dõi nha. Cái này á là beef stew soup. Dạ, soup bò đó. Ngon quá nè. Cái này mẹ làm lâu không ạ? Làm cỡ 2 tiếng. Dạ, cũng nhanh. Làm đủ thứ món á. Con đang tập quay, anh quay còn lọng cọng. Cái này là hủ tiếu dai. Dạ. Hủ tiếu dai của Nhật á. Dạ, hay vậy mà. Ừ. Nhưng con chưa ăn đó. Dạ. Dạ. Chung với miệng mình ăn. Mười này. Ờ, dạ. Hả? Hủ tiếu hả? Dạ. Cho chút tỏi vô đó nha. Cái này là cái tô thành phẩm vậy hả mẹ? Hả? Cái này là cái tô là mẹ làm xong rồi. Nhìn ngon quá. Nhìn là thấy thèm rồi đó. Đi ra nó quay bếp của mẹ. Dạ. Quay bếp của mẹ, giới thiệu cho mọi người. Mẹ có vừa có bếp ở trong mà vừa có bếp bên ngoài nữa. Mẹ nói là sợ bếp bên trong thì nấu ăn sợ nó hôi nhà cả nhà, nên vậy mẹ làm xây cái bếp ở bên ngoài vậy nè, ngoài vườn vừa nấu vừa ngắm cây luôn, đầy đủ đồ nghề ở ngoài đây hết á. Mẹ mình thích nấu ăn lắm nên vậy mình mới có lộc hưởng được đồ ăn ngon. Nấu ăn ngoài đây cũng vui mà, ngắm cây ngắm vườn là cũng vui. Ừ. Con mình thì Tuyết nó nói là mẹ là có bao nhiêu là security nó canh gác mẹ. Ờ, mẹ chồng quá trời ở đây luôn nè. Ừ, nói cảnh đấy. Dạ. Ừ. Nhà mẹ thì cũng có ít rồi, lại thêm cái thằng cho nó quân về nữa. Nhà đồ của nó cây nó tung luôn. Dạ. Ai? Nó có đồ á. Nó có đem đồ về á hả? Cơ dần của nó mua nhà nó không có chỗ để, thế là cho nó. Thế là nó quân về. Cái gì? Nó đem cái gì á? Mấy cây này nè. Cây lại cái gì á? Ừ. Cái cây gì sao? Rồi hả, cái cây này nó mới con về nè. Cái này mấy cây chân nó mà bỏ hơi cái này. Cây lão ha. Dạ. Cầu nó mắc không hả? Ờ, 12 đồng 99 cent một bao đấy, 18 cái cầu là 15 đồng đấy. Trời ơi, trái mà 15 đồng mắc chi mà. 15 đô 18 cái cầu đó, cái món cầu kia. Ăn ngon lắm. À, chứ bán cầu này bán cầu bự. Ờ, à, lão ha. Bên Việt Nam hình như đâu có bự giống vậy đâu. Nè, bán cầu mẹ nó của Úc nè. Bự bằng cái hơn cái tay anh luôn hả? Bự hơn cái tay anh luôn mà. Cái cây nào mà ở trong đây hả mà. Trời đang mưa chút xíu, lạnh quá. Có khu vườn nhỏ này à, vui. Cái này á hả, khó lựa hả? Nào khó lựa. Cái cây này là ba tí đô. Vô ăn đi, lạnh quá. Cái đó cây đó nữa nha cậu ăn. Cho vừa vừa thôi. Tại cái đó là của nhà hàng, nó cay lắm. Cay quá anh muốn ăn.
Cậu có đi mình chơi Noel không? Sau Noel mình sẽ đi biển nha. Không. Con mỗi lần con đau con thấy sợ lắm, vậy con phải kiêng. Cậu đẩy hay quá, đẩy trúng anh. Delicious. Chưa ăn mà biết delicious. Chắc ăn nhiều lắm đấy nè. Thế là chị đang bận thì không có test lại được thì bảo Lan test lại đi. Cái Lan bảo cô cũng nghĩ vậy. Nó lẽ đã khen thì mình phải cảm ơn đây, cô cũng nghĩ vậy. Thế mới bảo chứ phải mai mốt rồi cô phải truyền nghề cho con nha. Thế thì làm test nào. Hình nghề này không còn ai khen. Dì Lan vui tính rồi mà. Thế là Sơn nó test lại nó ha ha ha. Nó bận. Nó bận. Nó ở bây giờ cái nhà của cô mà xây bây giờ phải 2 triệu. Bây giờ lên giá nhiều à? Nó nói là chỉ có gỗ xuống thôi. Labor cái này. Còn nữa là quen đây này, ba cái đồ khác nó lên quá. Lên như làm gì mà nói chuyện quá đáng vậy. Trời, nó vẫn còn tiếp tục lên ăn này. Làm nó bảo nó cũng chưa xuống, vẫn tiếp tục lên nhưng nó chưa đứng này. Không. Nó lên thì nó lên, nó mất giá trị tiền. Nó phải nó lên nó cứ cái số tiền nó bị lạm phát. Nói chung là từ hôm khó về đến giờ là nó lên khoảng tiền bị mất giá thì khoảng 30%. Đó. Khoảng đây. Còn ít thêm mấy thịt ăn hết đi. Dạ con còn. Con ít thịt ăn không? Dạ con còn quá trời. Cô ăn thêm thịt không? Không, ăn hết thì này là kết thúc rồi đấy. Kết thúc. Mốt còn bắt long nữa mà. À, cậu long. Cậu long. Yeah. Cậu long thì ở gần đây thì chạy tới chạy đi. Cậu long mới về đây mà. Đâu? Cậu long về Việt Nam ở 2 năm rồi giờ mới qua đi lại.
Gia đình mình cũng đã ăn xong rồi cả nhà ơi. Nếu như cả nhà thích video này thì hãy cho mình xin một đăng ký và một like nha. Bye bye mọi người.